Xin chào bác Nga, chào Đức, chào đang từng tố làm đơn đề nghị loại bác ra khỏi danh sách của Quốc hội. Cháu mới hỏi bác tại sao bác chào cờ Đức, cờ cờ vàng. Xin chào Đức. Không, ai, không cháu cháu nói với con. Ông em, con gì? Ông em, em phỏng vấn kiểu gì? Đầu tiên tôi hỏi ông là nếu ông Trương Tấn Sang cũng đứng dưới cái cờ như thế bác, thì ông nói là thế nào? Con trai giống như ông bà cháu, cháu xin hỏi tại sao bác dưới cờ vàng? Bác viết là trả lời nó. Bỏ đại ra, đây bỏ đại ra. Đây tôi là cử, tôi là cử. Cử tri tôi có quyền. Bác trả lời đi. Bác có người ủng hộ thì cho, cháu phản đối bác. Ừ, có kê. Bác tại sao bác tránh trả lời? Rất nhiều bác trả lời, tại sao bác tránh trả lời?